Theo danh sách vừa công bố của Indian Autos Blog, top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 11 năm 2020 tại Ấn Độ có sự góp mặt của 7 mẫu xe đến từ thương hiệu Suzuki, gồm Maruti Suzuki Swift, Maruti Suzuki Baleno, Maruti Suzuki Wagoner, Maruti Suzuki Alto, Maruti Suzuki Drive, Maruti Suzuki Eco và Maruti Suzuki Ertiga. Giống như các tháng trước, Maruti Suzuki thống trị bảng xếp hạng top 10 ô tô tại thị trường Ấn Độ với 18.498 xe bán ra. Trong nhiều tháng, mẫu xe cũng bỏ xa đối thủ Hyundai i10 về doanh số. Trong năm 2019, có tới 191.901 chiếc Swift đến tay người Ấn. Tại quốc gia này, chiếc xe có giá dao động từ 499.000 đến 696.000 rupee, khoảng 175 đến 244 triệu đồng cho bản máy xăng, và từ 599.000 đến 796.000 rupee, khoảng 210 đến 279 triệu đồng cho bản máy dầu, tùy theo model. Tuy nhiên, hành trình của Suzuki Swift tại Việt Nam lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Sau một thời gian im ắng, tháng 12 năm 2018, Suzuki Việt Nam chính thức giới thiệu Suzuki Swift đến người tiêu dùng Việt, thế hệ mới được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Hiện tại, mẫu xe có giá khởi điểm từ 499 triệu và cao nhất lên tới 562 triệu đồng. Mặc dù giá bán khá cạnh tranh so với đối thủ như Honda Jazz và Toyota Yaris, song doanh số của Swift khá khiêm tốn. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, VAMA, doanh số của mẫu xe Suzuki Swift trong cả năm 2019 chỉ là 1.690 chiếc. Tháng đầu tiên năm 2020, chỉ có duy nhất một xe được giao cho khách. Thậm chí tháng tiếp theo không có xe nào được bàn giao cho khách. Tháng 4 năm 2020, Suzuki Swift chỉ bán được 4 xe. Cộng dồn doanh số 8 tháng của năm 2020, doanh số của mẫu xe này đạt 125 chiếc, một con số rất khiêm tốn khi so với đối thủ Toyota Yaris 8 tháng đạt 918 xe và Mazda 28 tháng đạt 1.413 xe. Sang tháng 10, tuy doanh số đã tốt hơn nhưng cũng chỉ 107 xe bán ra. Tại Việt Nam, trong năm 2020 Swift khá lận đận trên con đường chinh phục người dùng Việt. So với đối thủ cùng phân khúc, Swift chỉ được trang bị ghế lái chỉnh cơ truyền thống, hàng ghế thứ hai không có cửa gió điều hòa. Về sức mạnh vận hành, xe sở hữu động cơ xăng có dung tích 1.2 lít trong khi những đối thủ trong phân khúc đã trang bị khối động cơ 1.5 lít. Xe cũng thiếu nhiều trang bị an toàn so với các đối thủ, như các hệ thống cân bằng điện tử hay hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Sự nghèo nàn và ít chăm chút nâng cấp khiến cho mẫu xe chưa được lòng khách Việt. Anh Quang, nhân viên bán hàng showroom ô tô trên đường Phạm Hùng nhận xét. Để gia tăng sức cạnh tranh, trong tháng 12 năm 2020, giá xe Suzuki Swift GLX được giảm 25 triệu đồng tiền mặt chỉ còn 524,9 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng mua trả góp còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 6 tháng đầu. Bên cạnh đó, khách mua xe Swift trong tháng này còn được tặng gói bảo hiểm vật chất tương đương 25 triệu đồng. Ngay ở mức cao nhất của bản GLX Spacer, giá xe Suzuki Swift 2020 mẫu hatchback nhỏ con này vẫn là lựa chọn mang tính kinh tế nhất đối với người mua khi các đối thủ trên đều có giá trên 600 triệu.